Một phái đoàn vận động nhân quyền Việt Nam sẽ tới châu Âu để cập nhật cho các cơ quan Liên Hợp Quốc về những tiến bộ cũng như vi phạm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Chiến dịch vận động nhân quyền quốc tế UPR kiểm điểm định kỳ phổ quát do Voice phát động sẽ bắt đầu vào ngày sinh nhật của blogger đang bị cầm tù Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, vào ngày 15 tháng 9 và kéo dài gần một tháng. Một trong những người tham gia phái đoàn vận động, nhà hoạt động Đinh Thảo sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 19 tháng 9 để thu hút thêm sự chú ý đối với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ tuổi từng bị bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội đốn chặt cây xanh vào năm 2015 nói với VOA rằng cô sẽ lên án chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện những điều đã cam kết trong chiến dịch UPR năm 2014 mà thậm chí còn làm ngược lại so với những gì đã hứa. Năm 2014 thì là chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 182 khuyến nghị từ các nước, từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Trong đó có những cái khuyến nghị đòi hỏi cái việc mà phải cải cách nhân quyền rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà Việt Nam không những là không có thực hiện những điều đó mà còn gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những cái người bất đồng chính kiến. Theo báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ít nhất 19 người, trong đó có blogger nổi danh Nguyễn Hữu Vinh, bị chính quyền Việt Nam kết án tù từ 20 tháng tới 9 năm vì những hoạt động phản đối ôn hòa năm 2016. Các nhà hoạt động hy vọng sự vận động này sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền khi là một bên tham gia vào nhiều công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc.